không lên nữa thì nay thất không lên nữa thì thôi anh em giải tán thôi. Mất một đống phôi, mất tình cảm, mất anh em, mất một người trong đội bóng. Quá nhiều thứ để mất. Hai nè. Ây da, SOS cứu tôi anh em ơi. Má ơi, kéo ác lưng. Trời ơi, SOS cứu tôi anh em ơi. Tôi mới hack được nick anh Độ anh em ạ. Hello anh em nhá. Rồi xem nào. 55.000 SC. Ơ, anh ấy quay chưa ấy nhở? Chơi cái gì là nhở? Vòng quanh thế giới. Sân cỏ rực lửa. Sân cỏ thì có nhiều phôi. Vòng quanh thế giới thì hàng ngon, hàng bốc ngon. Nhưng mà tầm này mà chơi vòng quanh thế giới cũng khá là hên xui. Khả năng cao là chơi mỗi thứ một cái cũng ổn nè. Sân cỏ thì cho chúng ta ra được phôi xịn. Đây gói này ra phôi xịn. Cái này thì cũng có thể ra được phôi xịn. Nhưng mà gói này cũng hên xui, gói này thì ổn nè. À chết rồi. Các ông ơi, mẹ tôi bon mồm, tôi bảo là để tôi làm cho anh ấy con rô béo cộng 4 để anh ấy đập 5. Bon mồm tôi bảo là anh cứ để em làm cho anh con rô béo cấp 4. Ôi má ơi. Nay đập xịt mai anh đi đá bóng anh đá chết tôi mất. Trời ơi. Chơi sân cỏ lời hơn á. Nhưng mà cái này nó, đây này nó có cái này này. Nhỡ đâu mở ra được cái kèo rô béo thì sao. Tự nhiên anh lại có quả rô béo. Tớ hát để chơi. Như thông báo mấy ngày nay ấy, thì đợi một ngày đẹp trời thì tôi sẽ vào tôi xử lý con Kaka cho anh Độ á. Má ơi, trước anh ấy bảo rồi, bảo là thôi đập thì cứ đập thôi, xịt thì không sao đâu. Ui, cứu, SOS, ta lại không sao. Trời ơi. Rồi, xem nào, 300 tỷ, chơi những kèo như thế này, đầu tiên mình phải ôm cua vào thẳng một gói LH luôn, nó mới đỏ được. Nó phải như thế, vào luôn một kèo, anh em tin tôi. Đây, 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 anh em hãy cùng comment. Tên con cầu thủ xịn sò chuẩn bị chạy ra nào. Đã có 100 mở tiếp luôn. Cậy đỏ mà. Lần gần nhất tôi mở thẻ ở đích này là tận 2019 cơ. Lâu lắm rồi ấy. Trời ơi. Hồi đấy thì mở cũng đỏ. Thế là mình đảo đích này đích cơ cấu. Nhưng mà thời gian trôi qua thấm thoát thôi đưa. Năm nay năm 2022 rồi. Nào, mai có tí mắt hay không? Ăn nhau ở đây này. LH chỉ định 100. Ôi đi bán đó. Bao nhiêu, bao nhiêu, bao nhiêu? Ui, 90 tỷ. Ôi ơi, tội bắt sai nhờ. Được, được. Ui, mình tưởng Eusebio chứ. Ui, Rivando. Đúng chữ đỏ chưa? Đúng chữ đỏ chưa? Không trượt phát nào. Ui, đỏ. Má ơi, ôi, Ronaldo. Ôi, gần Ronaldo này. Ôi, trời ơi. Rivando. Gần Ronaldinho. Gần Ronaldo rồi. À ơi, nhưng mà thôi không, không, không. Mình tính cả rồi, tơn sau nếu mà mở tiếp sẽ đen nên là mình hãm lại đã. Cũng đỏ đúng không? Mình để ý là trong cái sự kiện vòng quanh thế giới này ấy, mức tiền thu về trung bình ở cái gói này chỉ khoảng tầm 50 tỷ thôi. Mà thế này là được rồi. Hay hủy cái này mà ra kèo Benzema nhờ. Benzema 20U. Nhưng mà gói này làm sao mà thoát được con 96 đó cơ. Nó này tôi chưa mở con nào thoát 96. Thế thì xem thử xem con nick này có thoát được con 96 không. Chelsea Vic Zem à. Úc, Vic Zem 20U ngon đúng không? Bao nhiêu? Ôi giời ơi, 76 tỷ. Nhìn nào. Tiền. Uầy, lộn thật sự nhờ. Rick Zem mùa này thì ngon rồi. Đấy, mình bảo là mình phải đẩy tốc độ lúc đầu luôn. Đây quả này chắc là một tiền vệ trung tâm. Năng cao là một tiền vệ trung tâm. Ok á. Sancho. Sancho 20 đi, đừng 19. 20. Đấy, 50 tỷ nữa. Ui trời ơi, 50 tỷ. Xin. Được. Sancho 20U cộng 8. Toàn cánh phải vậy. Được.
vẫn ngon nha, vẫn ngon nha. Tính ra Rivaldo 90 tỷ đúng không? 90, 50 với lại 7 mấy nữa. Uầy, đỏ nhờ. Uầy. Mà ô đi, khả năng cao tầm này phải hạn hãn nhẹ xuống một xíu anh em ạ. Này chắc phải, chắc chỉ đi bộ thôi. Đấy. Cái gì đấy? Letelier. Con này chắc đi bộ tiếp này. Ui, lương 5 này. À chạy rồi. Cái gì đấy? Mờ xa đúng không? Con này mờ xa này. Ui, sao mùa, sao chỉ số 20 này thấp vậy? Con này chắc là cộng 8 hàng bán ngon luôn ấy. Thêm phát nữa đi. Anh phải kiếm cả phiếu làm lại cuộc đời cho chắc à? Ơ, đấy rồi. Ui, nhìn nào. Ôi, 90 tỷ nữa. Ôi, mẹ. Đéo hiểu kiểu gì luôn. Ui, cái gì vậy? Má ơi, thề đỏ chó. Vãi cả Bill Henry. Cái gì vậy? Bắt đầu thấy nóng rồi nha. Ui, đang bảo nốt cái tên này sẽ chuyển ra mua. Ui, cái tiền này tôi hoàn toàn tôi sẽ mua thêm một con Kaka nữa đi. Mở gói 101 ra Henry. Xin đấy. Trời ơi, không thể hiểu nổi. Rồi. Cái này thì tính nhá. Cái này đó là cuối. Đấy, giai đoạn cuối cùng, thế nên là mình sẽ để nguyên theo chỉ số đi. À, là muốn á, ui các bạn ơi, rước cao thế. Nào, tiếp gói BOE. Bêu à? Bê. Nghèo bêu này, sao có 106 này, 21 tỷ à? Nhưng mà nếu mà tính về giá thì 21 tỷ cũng được mà. 21 tỷ để bán đẹp nè. Được. Lại không tệ các bạn ơi. Mẹ tưởng xấu à. Nếu mà con này giá ảo thì xấu. Nhưng mà 21 tỷ thì lại được. Mở. Nào. Đi mắc ai à. Được 34 tỷ. Mất ngon nha. Không bị tí mắt rồi. Ui, cơ cấu thật sự. Đó. Chiến thần à. Ôi trời ơi, tí mốt người ta mở ra chính mình trong game. Con này mà ra được một con Benzema nữa lấy phôi thì quá đẹp luôn. Lewandowski, Messi. Bó. Uầy, Ronaldo tuần vừa rồi hat-trick thì cũng ra cũng ngon nha. Courtois đang có giá bao nhiêu? Courtois 4 tỷ à? Có rẻ nhở? Cộng 1 GK. Này thì dùng được. Cái này được không nhở? Lương 16 à? Lương 16. Nếu như thay thế vào đội hình chính đang xài con lương 10. Sự thay đổi mà cũng có thể là tăng giảm chỉ số, nâng cấp cao hơn. Nếu như vào đội thì chỉ số sẽ là 119 ở mắc cấp. Cũng được nhỉ. Rồi, để xem nào. Tôi đang cần một con 111. Bình thường mở gói này sẽ chỉ ra được khoảng tầm 107, 108 thôi. Có thể còn đen hơn cơ. Như hôm qua ví dụ như là nick tôi còn ra con 101 cơ. Xem nhá. Đấy. Chỉ cần nhẹ nhàng như thế thôi. Cagney à? Cagney chỉ số 109. Ừ, được. Rồi. Con này 101 như nick tôi được. Trời ơi. Không thể nào mà đen được. Liệu hôm nay chúng ta có thể săn được cho nick của anh Độ một quả rô siêu phẩm không? LH chỉ định 100 cộng 8. Mở. Rồi, sau Rivaldo và bây giờ. Ê, mẹ mắt cuối còn đen à? Gì đấy, trời ơi. Đòi tôi chót đi à. Một đấm rồi.
À chết tôi rồi, một đấm rồi anh em ơi. Ôi má ơi, một đấm rồi. Oh man, sao lại là Loris? Xin đấy, trời ơi. GK 97 à, lao đoạn chỉ số à. Thôi rồi, được rồi, mở đi, mở đi, mở đi, mở đi. Gói ồn mà, à gói mùa thường mà, được được con nào giá ốp êm thì bán đi thôi. Đấy, Eder Mini Tao 9 tỷ. Hình như trong đội anh ấy cũng có con này mùa NG thì phải. Ôi Cancelo, mình chưa bỏ Cancelo đâu rồi. Cancelo để giá ảo, con này không bán được. Cứ để tôi anh em, cứ để tôi. Không, mình sẽ làm thật bình tĩnh thôi. Chelsea Gullit, Gullit, Gullit. Tính ra con KK này mà giá bình thường này, kẹp đập gọc 4 quá đã luôn. Đấy, 4 nhịp Ricardo. 1 2 3. Cái gì mà qua nghỉ đá bóng. Chơi nào Ricardo. Kaka, nhìn nào, nó phải thế. Mẹ cậu đừng dọa nữa, cái lửa mi bớt dọa đi, trời ơi. Để yên tôi là tập trung, tôi đập thẻ nào. Sợ quá, sợ quá. Ôi trời ơi, like rồi anh em ơi. Về bờ, phải chưa, còn lên cộng 4, cộng 4 năm nữa. Cố lên nào, Kaka ơi, Kaka hôm nay phải lên được 3 đã. Em mới tính được, em bắt đầu em đập á. Ui, mọi người chịu khó tí nhá. Mình vừa đập Kaka, mình vừa dọn kho luôn á, cho nên là kiểu nó bắt đầu đỏ nó sẽ lên thôi. Yes, đấy, trời ơi, mọi người chịu khó nhá. Ừ, xong rồi đấy. Em nghe anh ơi, em đang run này. Đây đợi em tí để em gửi cho anh. Vâng, làm xong hết rồi anh ơi. Thế mẹ mà áp phôi con này sang chắc rô béo chắc được 1-2 vạch nhỉ? Vâng. Ừ thế đập con Kaka đi. Tao xem từ lúc mày đang rồi phôi mắc gai mắc khủng các thứ đấy. Đỏ lắm, thích anh mở đỏ lắm. Thế à? Thiếu đúng một con đây nha. Ở đây để mình đập mẹ, con xem KK. Từ cái lúc mà mày đập con Kaka lên cũng 3 ấy mà có một vạch ấy. Đúng rồi, tại vì đỏ là... vãi. Tại vì cái kẹp này ấy, nếu như mà đỏ ấy là nó sẽ có thể nhảy được cộng 6 anh ạ. Ủa thế cơ à? Vâng, đúng là như vậy đấy. Sáu thì ối rồi ôi. Thì nào lúc cộng 6 thì mẹ mày giả nick tao mày không chơi với nhau nữa nhá. Đã. Ok. Đập đi, tập trung đi. Mày cứ đập đi đã, không tính. Ủa chuyện ôi. Đấy là chuyện của mẹ mà tương lai, cứ hỏi làm béo thì đây là hiện tại mà. Nhưng mà hôm nọ anh bảo em là đập thoải mái nhưng nụ cười của anh nó lạ lắm. Ờ, thì thoải mái đi em mẹ. Suy nghĩ mãi về cái chuyện quá khứ làm gì, đây là hiện tại mà. Vâng. Anh nghĩ con này lên không? Ừ, con này là không lên được đấy. Đấy đúng rồi, đúng chuẩn rồi anh ơi. Đẹp nhất là con sau nó lại về 2 này. Ờ. Kiểu đập thẻ nó như đi câu cá rồi anh ạ. Ừ. Nhưng kiểu mồi ngon quá, con khác nó thèm nó lại đớp mất. Đấy. Ừ, cũng đúng đấy. Mà thấy cá cắn một tí mà mình mà giật lên thì nó lại là mình lại bắt con cá con. Đấy. À. Đấy, thế là mình lại bắt nhầm cá rồi anh. Ừ. Thế là mình phải quăng một tí đập thịt. Bà mày. Dạ. Không, tập trung vào đi. À đấy, thấy được anh chưa? Đấy, con này nó về 2 này. Quang ạ. Đúng rồi đấy. Càng. Ừ. Bây giờ đập 3 con 5 lên 6 này. Bây giờ mình có 3 con KK này. Rồi, mình sẽ đập lên 6. Thằng này thì sẽ xịt này. Tao nhìn là tao biết này. Rồi. Con này đầu tiên này. Con này phải xịt về 2. Ui, về 3. Ui, nó về mẹ 3 mày ạ. Cũng được anh ơi. Đấy, giờ tiếp này. Thấy, nó còn 2 con nữa thôi là mình đập rồi đấy anh ạ. À, tức là 3 con này là phải xịt đúng không? Thì 1 con xịt rồi. Này đã có cái trường hợp nào kiểu mình cầm nick người ta đập xịt xong rồi bị đánh chưa? Người ta toàn đòi đốt nhà thôi anh. Yeah. Nhưng mà anh đã biết nhà em đâu.
Ừ, nhưng mà tỷ lệ bị đuổi khỏi đội bóng cũng cao đấy. Ui. Thế bây giờ xử lý như nào? Ví dụ như trường hợp này. Trường hợp này à? Bây giờ có một cách là bây giờ out nick ra ngoài, xin vào lại game. Có sợ lâu không? Không, được, anh đợi được. Ui, mày có cả KK cộng 3 tí nữa làm bảo vệ à? Thì có, em đập con đấy lên 3 đấy anh. Để nếu mà nó nó đỏ ấy thì nó nhảy bậc lên 6 ấy, nó nhảy lên 6 luôn ấy. Được thế cơ à? Đúng rồi. Được cái trò này mánh cuốn lắm anh. Bây giờ muốn có thêm KK cộng 4 nữa, mình có cách hay là mở mồm ra xin thế, hôm nào có KK cộng 4 không lên bán hộ cái. KK mùa mở Man City cộng 4. Đây. Anh em là có KK cộng 4 không? Bán tôi với. Ôi em không nghĩ. Nãy em toàn xin những cái đồ ngon ngon cho anh thôi. Chứ em cũng không xin mấy cái nhỏ nhỏ này. Mình phải xin từ những cái nhỏ xong mình lên những cái to thì người ta đỡ bỡ ngỡ hiểu không? Ví dụ như là mình đập xịt cái mình lại xin là ông nào có KK icon cộng 5 ông donate cho tôi luôn thì tôi đỡ phải đập đấy. Ơ có mà. Có đấy. Này ban đầu em đang tính là cái con KK này ở nick anh nó đang bị rớp ấy, nên là em mua thẳng đấy luôn ấy. Xong rồi em đập cái con khác cho anh, đập con Beckham chẳng hạn. Anh thích Beckham không? Beckham á? Beckham không. Bây giờ nhá, đập con KK nếu như mà lên thì mình nên phương án là đập Ronaldo lên thì nó hợp lý này. Đây rồi, có rồi anh ạ. Ủa đấy, đấy, có người bán rồi đấy. Tiếp người đâu mà tốt thế nhở? Con này xịt rồi, nhìn là biết à? Rồi, về 1 này. Chuẩn này. Con này cũng xịt rồi, nhìn là biết à? Con này phải về 2 nè. Ừ. Đúng rồi anh ạ. Úi, về 1 à? Mẹ, quả này thì tao nhìn thấy nó lại lên, thấy đéo nào nhỉ? Không, anh đừng thế, đen anh ơi. Không phải, mẹ, tao nhìn chuẩn lắm. Đấy, mẹ, đúng như ngoài dự đoán luôn này. Đúng rồi. Khó nhất để con cuối anh ạ. Mẹ, thao tác trông quy chuyên nghiệp nhờ. Nó thành thói quen rồi ấy. Giống kiểu anh đi bóng mà anh qua người vậy. À, ừ, thiếp. Quang dạo ăn tôm nhiều khéo ăn khéo nói thế nhở. Con này nữa này. Con này kéo lên được không? Nhìn là biết, lên thì đéo không được. Đấy. Con cuối người, vừa thấy ở trên xong đấy. Đấy. Ê, cứ vứt cái vích bái à vào. Mà trông có vẻ là đéo lên đâu. Nói chung vẻ hơi đen. Thôi, anh em đấm được KK. Căng thẳng nhờ. Rồi này. Ôi, em che mắt rồi đây anh ơi. Nó lên hay nó xịt đấy? Thì mẹ nó lên Quang ạ, hay thế nhở? Ui mẹ, khó nhở? Mẹ khó thế. Cái kèo KK nó cũng to nên là bây giờ có công thức thứ hai. Đây là cái công thức mà hôm trước anh sang xem đấy, nhưng mà nó lại xịt mất rồi. Ừ ha. Ta xem phôi KK 4-5 của mạng trước ạ, xem nào. Đây anh ạ. Trời ơi, mẹ sao có cả mắc hài trong đấy? Hay là bỏ thế? Có nên bỏ không anh? Mày nghĩ lên bỏ không? Nãy kênh chat cũng bảo em là bỏ mắc quay đi. Ừ, tao cũng thấy nó sao sao á. Nhưng mà bỏ đi thì mang tiếng phân biệt thế này thế nọ. Thôi, cứ để vào đi. Trông mắt chữ A, mồm chữ O thế cũng dễ lên lắm. Thế là anh đang bảo em ra khỏi đội bóng đúng không? Không, mẹ em nghĩ xa thế. Nghĩ nông thôi. Đúng rồi. Hay là đập theo anh thích đi. Bây giờ không theo em nữa. Không được. Tao đập toàn thì tao xịt mấy lần rồi. Bây giờ phải theo mày. Mày phải ra công thức của mày chứ. Thế thì giờ bây giờ tao mất bao tiền rồi. Thế thì cứ theo em nhá. 3 6 K cộng 6 tí là đập 7 là để em đánh doanh đấm 8 luôn đấy. Ừ. Thì trong trường hợp mà con icon mà không lên được 5 thì mình dùng tạm con cộng 8 cũng được. Em nghĩ là tơ này mượt đấy, tơ này không bị lên đâu. Đấy. Ừ đấy. Xuôi đấy, xuôi đấy. Xuôi rồi. Con rô béo với rô gầy thì anh thích con nào hơn? Rô béo chứ, rô gầy ta dùng con cộng 8 tạm rồi. Mẹ rô béo giờ icon mà. Vẫn khác bọt chứ. Mỗi tội là phôi nó hơi nặng thôi. Đúng rồi, em đập 2 lần rô béo mất mấy nghìn tỷ người ta đây. Thế người ta chưa giết mày nhở? Vẫn sống thì, là tốt rồi em. Thì trước em mời người ta đi ăn rồi anh. À. May có cái lần đấy đi, không người ta cũng đến chém em thật. Ui, mẹ một. Ấy. Mẹ, à, form ấy. Hay là anh em mình im lặng một lúc đi. Nãy giờ anh em mình đến đoạn này anh em mình nói nhiều này. Xong rồi là nó bị im lên. Im lặng một lúc nhá. Thao tác cũng chính xác nhở? Đứng anh lên anh. Đấy, rồi, đéo lên được rồi. Hay, đến đây lúc rồi anh ơi. Đấy rồi, cũng công thức đấy. Rồi, chơi. Hôm thứ 7 là hình như đến cái giờ này nhà em bị mất điện này.
Ủa kìa, mẹ làm sao nói thông tin nhạy cảm thế? Mất điện lúc này. Bây giờ anh xếp cho em đi. Xong là mất điện đúng không? Anh xếp cho em đi. Anh xếp từ ai đến ai nào? Bảo vệ phải đứng đầu. Đứng bảo vệ kẹp ở giữa, bảo vệ kẹp ở giữa. Cho nó đỡ lạnh đúng không anh? Xong rồi từ già đến trẻ, MacGyver phải để cuối, Pele phải để đầu. Zidane này, xong Kaka này, xong De Ligt này, xong MacGyver này. MacGyver đúng rồi. Ừ, đấy. Từ từ nhá, để xem nào. Hướng đang bị sai này, Pele đúng hướng quay vào trong rồi này. Gai hét vào trong là đúng rồi này. De Ligt nhìn vào trong đúng rồi này. Nhưng mà ông Zidane đang hơi sai kìa. Ông Zidane này, ông sắp nhìn Pele. Ông Zidane lại hét vào mặt Pele nhở. Ờ, nó đang bị sai ở chỗ đấy đấy. Cách nào mình đảo nó không, hay cho Pele ở giữa nhở? Pele ở giữa thì Zidane lại hét ra ngoài à? Ông nó không có sự gắn kết. Thế thì nhảy cũng được đấy, tại vì hai màu trắng xong hai màu đỏ xong đến một màu xanh thì trông nó cũng có vẻ tươi đấy. Đúng anh ấy. Chuẩn. Ừ. Đấy. Rồi. Không bây giờ nhấp nháy như nào nữa. Nhưng mà đừng để Kaka gần mắt ngoài là được. Ừ, được, ok. Rồi bây giờ em ba hủy trước này. Ba hủy à? Một này. Ba hủy trước này. Ba gai này. Lê này, ừ, đúng rồi. Mai anh có đấm em không anh? Thế đập đi, khổ quá, lo chuyện tương lai làm gì. Để em tính ngồi xác suất nhá. Cái phát này là khoảng tầm 63% lên. Một này. Ngày 6 chứ. Phải ước ngày 6 nha. Hai này. Ba. Ui, cái bài này em không nhìn nữa anh ơi. Ui dồi ôi, mẹ mày Quang ơi. Đi rồi Quang ạ. À. Quang ơi, mất điện rồi à? À. Tao hỏi ngu chứ mẹ, cái công thức này có hay thành công không? Có, nó hay thành công mà anh. Nó lên suốt. Hay là con này có dớp nhỉ? Bán con này đi mua mẹ con khác về. Thế con này được xịt 3 lần rồi đấy. Nó, cái này em đập hay lên đó. Mẹ may lên với người khác hình như đéo đúng với tao mà sao ấy. Giờ sao rồi? Thì mẹ hôm nào gom phôi đập lại, đủ tiền gom phôi đập lại không? Bây giờ nhá, còn 3 con cộng 6 mày tính mẹ xem đưa được lên cộng 8 không mẹ? Thì đá tạo con mẹ MC cũng được. Giờ đập luôn nhanh nhá. Ừ. Nốt đi, vớt. Tay em bị nặng quá nhỉ? Tay em đeo chì sao? Này tự nhiên thấy tao với mày bớt thân đi rồi đấy. Bây giờ làm sao để thân lại? Ừ, khó đấy. Mọi thứ hôm nay nó mượt lắm ấy, thề mở đỏ lắm ấy. Thế cơ à? Đúng rồi, mẹ. Mở siêu đỏ luôn. Sao đập lại đen nhờ? Không lên nữa thì hôm nay thất thu. Lên thì thôi anh em mẹ, giải tán thôi. Mất một đống phôi, mất tình cảm, mất anh em, mất một người trong đội bóng. Quá nhiều thứ để mất. Thế là em mất hết hả anh? Ừ, em mất hết luôn á. Có khi mất luôn cả thằng Tuyến văn hóa ẩm thực á. Anh cứ dọa em thôi. Nào, ôi xin cha ca ấy, lên đi nào. Xin đấy. Ui, nó còn bệnh tận 1 cho nó cẩn thận. Mẹ, mày nó là lên 7 đấy. Nhưng mà nó thiếu cái gạch gì ở giữa ấy sao em ạ? Không còn déo gì nữa đâu. Này, chính ra mẹ. Để tao mới nhận ra mẹ chơi thân với mày nhiều lúc mẹ đen lắm nhá. Ôi, sao mẹ đen luôn? Nghĩ tao nhắn tin thằng Tuyền văn hóa ẩm thực á. Mẹ chơi với mày đen lắm. Mẹ suy nghĩ lại. Con vớt đéo gì nữa, làm đéo còn gì mà vớt. Trời ơi. Trời ơi. Ê hả nhá, từ anh bảo. Đủ phôi không? Thua mẹ con cậu 4 đập lên luôn. Cậu 4 á? Ừ, mình còn một con cậu 3 để em bảo vệ đúng không? Bây giờ có sẵn mấy con này. Đập đỏ chó mà lên này. Đập 3 mình rưỡi đỏ chó mà lên thì chơi tiếp. Thì mua phôi được luôn. Được, đập đỏ chó phát thử em mà. Thằng nào mấy con kia mình có dùng đó đâu. Nhưng mà nếu thế thì thế thì anh đập nhá. Không. Đâu chứ. Mày đập đi mẹ. Bây giờ cái chuyện đéo thì đây là chuyện lớn đúng không? Không phải chuyện nhỏ. Quy trách nhiệm với cho một người thôi. Đây, bây giờ. Ừ. Bây giờ mấy nhịp anh? Bây giờ 3 sáng là đập. 3 sáng à? Sáng là cái. Ừ. Được. 3 sáng là nó tịt xong nó sáng ấy. Đây là sáng đúng không? Hay là vật về đây? Đấy là tối, đấy là sáng đấy. Rồi, đấy, một nhịp này. Hai này. Đấy. Đây. Ừ.
em cũng chỉ đặt như thế thôi. Này, hình như là trên đời này có những kiểu người không nên chơi với nhau quá ạ. Tức là nếu như mà mày chơi một mình thì cuộc sống của mày sẽ rất vui vẻ và hạnh phúc, sẽ rất nhiều điều may mắn đến với mày. Anh chơi một mình thì tài lộc nó sẽ đến, bạn bè các thứ là rất vui vẻ chơi với nhau. Nhưng ở trong cuộc đời đôi khi mà những người kiểu như thế mà tự nhiên chơi với nhau là thành dở hơi này. Có một cái vấn đề gì đấy này, đéo thể giải thích được này. Em có hiểu quá. Em cũng không giải thích được. Mình có nên bán nó đi không anh? Anh nghĩ là có đấy. Tầm này còn giữ lại làm đéo mày nữa. Thế là sau vụ đấy anh em mình còn chơi với nhau không anh? Anh đang cân nhắc về cái việc đấy. Dạo này các bé nhà mình có thiếu chất tôm các kiểu không anh? Tôm cá gì đấy. Tôm cá các thứ các cháu ăn toàn bị dị ứng thôi. Cháu ăn đấy là anh mà. Đấy là anh. Thôi, mai ra sân bóng gặp. Mai làm cốc bia. Anh nghĩ là như này, đây là một cái chuyện buồn ấy. Mình phải đi phân tích xem lý do tại sao. Thế là bây giờ em mất suất đá làng luôn rồi anh. Anh nghĩ là bây giờ nhá, anh em mình ngồi nhau như này anh đen là đủ rồi. Giờ mày mà đá làng mới lây vô thêm 7 thằng nữa ấy. Mày nghĩ xem. Đâu, thế anh là tier 1 hay tier 2? Anh là tier 1 đúng không? Tao tier 2. Là đá hay hay đá dở? Tier 2 là đá ngu, tier 1 là đá hay. Thế là nhớ nếu mà ví dụ mà chơi mà anh quay vào đúng với em thì sao? Làm đéo có chuyện đấy, tao mày có chơi với nhau nội đéo đâu. Đúng không? Thôi. Gom sắp tới có sự kiện chơi tiếp bị gom lại xong mẹ hôm nào đập con Ronaldo lên chứ không phải đen lắm. Con này đéo đập được đâu. Chơi rô béo đi. Ừ, hợp lý đấy. Nhá, thế nhá. Anh té đấy. Mà ừ. Em thấy cuộc bye đời bye nó... Quang nhá, tạm biệt Quang nhá. Vâng, nhưng mà em thấy cuộc đời nó cân bằng lắm. Mở thẻ đỏ đấy, thật thì đập thẻ đen anh ạ. Không, anh thấy nó cũng là quy luật thôi. Tức là đến một cái khoảng thời gian nào đấy có những người kiểu đã từng chơi với nhau rồi sẽ đéo thể thúc một tiếng nói được nữa, hiểu không? Thì nhìn được mặt nhau nữa. Đấy. Nó cuộc sống mà Quang. Thế nhá Quang nhá, anh chào Quang. Em chào anh, em chào anh. Ừ, anh đi Quang nhá. Em đi, anh đi. The next day. Anh em tạm thời nghỉ chơi với nhau nhé. Để tôi gọi điện tôi trêu anh Tuyển cái nhỉ. Thầy à, thầy ơi, thầy ở đây, thầy pháp sư cho em cái quả ca ca đấy, em cay ca ca lắm rồi này. Thầy làm sao thầy đéo cổ vũ em cái kèo ca ca gì cả. Đấy. Ok hả? Thầy không chơi với em. Anh em vừa mới hôm trước dắt nhau đi làm clip mẹ build máy tính xong bây giờ thầy bảo là như nào nhở? Ok. Cảm ơn anh, cảm ơn Quang nhé. Thời gian qua hỗ trợ anh việc từ nhưng mà chắc thôi anh em chế độ kia. Ơ, là như nào rồi thầy? Em bớt cái tay. Em ạ. Thầy mai vừa rồi thầy bắt mẹ máy bay về Hà Nội đi thầy ơi, không là anh đỗ anh đấm em tím mắt đấy. Hai vạch rưỡi kìa. À, hai vạch thôi đấy. 2.500 à. Hai vạch. Còn kích thêm một tí nữa đấy. Không, chỉ đặt thế thôi. Một này. Đây là hai vạch mốt rồi em ạ. Hai này. Đây chuẩn bị ấn đúng không? Chơi! Nào, thầy ơi thầy làm phép đi! Mẹ cà ca này. Cà ca này ám quá. Thề xin cà ca đấy. Đừng cố. Bây giờ cố nữa là mai anh em không phải ấy nhìn mặt nhau đâu mà khi đập nhau đấy em ạ. Trừ hai. Ok. Tôi out nick anh Độ đó thôi. Quá đau khổ rồi.